Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự đầu tiên của kênh VTV4 trong năm mới Canh Tý 2020. Thưa quý vị, và lời đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Xin chúc quý vị một năm mới Canh Tý 2020 hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công. Vâng, thưa quý vị có thể thấy rằng là trường quay S5 của chúng tôi ngày hôm nay thật đặc biệt phải không thưa quý vị? Bởi vì là chúng tôi đã tái hiện lại không gian Tết truyền thống Việt ở đây để chúng tôi có thể từ trường quay S5 này và cùng chia sẻ với quý vị không khí đón Tết của các khán giả của VTV4 ở cả trong và ngoài nước. Và hy vọng rằng là các quý vị sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho những chương trình của VTV4 trong năm mới Canh Tý này. Còn ngay bây giờ thì sẽ là những nội dung chính đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Người dân cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020. Tết Việt tại những vùng đất từng bị xem là nguy hiểm nhất ở châu Âu, đó là cái Tết của sự bao bọc, sẻ chia, thấm tình đồng hương nơi đất khách quê người. Tăng trưởng sẽ tiếp tục là điểm sáng của Việt Nam trong năm 2020. Đây là mục tiêu chiến lược và là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế trong thời gian tới. Vâng thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã chính thức bước sang năm mới Canh Tý 2020 và đúng vào thời khắc giao thừa thiêng liêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có lời chúc Tết tới toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, thời khắc giao thừa thiêng liêng đã điểm, một mùa xuân mới Canh Tý lại đang về trên đất nước thân yêu của chúng ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Chúng ta vừa đi qua năm Kỷ Hợi 2019 với đầy ắp các sự kiện. Đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chân thành cảm ơn đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước về những kết quả thành tích và đóng góp to lớn đó. Bước vào năm Canh Tý 2020, một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại của Đảng ta và dân tộc ta, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với quyết tâm cao và niềm tin mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hành động quyết liệt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà và động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Chúc mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mừng xuân mới, thắng lợi mới, học theo thơ Bác Hồ, tôi lại xin nôm na có mấy vần. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay cả nước chắc càng thắng to. Hòa bình, hạnh phúc, ấm no, rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam. Chào thân ái. Vâng thưa quý vị, đêm hôm qua thì người dân cả nước đã hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020. Ở tại thủ đô Hà Nội thì rất hiếm khi mà buổi chiều cuối năm lại có mưa không ngớt như là ngày hôm qua. Nhiều tuyến phố đã bị ngập nặng. Thế nhưng cho đến gần 23 giờ đêm thì mưa đã ngớt dần, dòng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm mỗi lúc một đông hơn. Và phóng viên thời sự đã ghi lại được những hình ảnh của một đêm giao thừa khá đặc biệt tại thủ đô. Mưa dường như mỗi lúc một nặng hạt, nhưng chị Hồng vẫn tiếp tục công việc thầm lặng của mình, dọn dẹp vệ sinh,
đảm bảo đường phố xanh sạch đẹp. 15 năm qua, chưa khi nào chị có dịp hưởng không khí đón giao thừa cùng gia đình. Cái nghề mình đã chọn rồi ấy, thì là cũng đấy là nhiệm vụ rồi. Thì mình nhà ta thì sung vầy khi chuyển giao thời giấc giao thừa. Nhưng với công nhân môi trường thì sau những cái ngày Tết thì với là những cái thời giấc sum họp của gia đình. Còn với một nhân viên như chị Lệ, cửa hàng kem Tràng Tiền từ chiều đã vắng khách. Cả phố Tràng Tiền, nhiều hàng quán vắng vẻ. Riêng năm nay thì không hiểu sao trời lại đổ cơn mưa. Từ sáng đến bây giờ rất là ế. Dạ, mưa gió này vắng lắm. Vâng, làm nhiều người đi đâu, anh nhìn đường làm gì có ai đi đâu. Đến gần 23 giờ đêm, trên các phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm mưa đã ngớt dần. Dòng người đổ về khu vực này mỗi lúc một đông hơn. Già trẻ, gái trai, ai cũng háo hức chờ đón màn pháo hoa trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Vâng, còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì hàng ngàn người dân thành phố cũng đã đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ chào đón giao thừa. Mặc dù là ở thành phố Hồ Chí Minh thì có đến 7 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa mừng Xuân Canh Tí 2020. Nhưng như một truyền thống rất là tốt đẹp, người dân thành phố Hồ Chí Minh thì thường chọn đón giao thừa ngắm pháo hoa năm mới ở bên bờ sông Sài Gòn trong ngọn gió trong lành và mát rượi của buổi sớm mai. Và bây giờ thì sẽ là lúc chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem người dân thành phố Hồ Chí Minh mong muốn điều gì cho chính bản thân họ cũng như là gia đình, cho thành phố và cho đất nước trong năm mới đặc biệt này. Xin chào chị, xin được chúc mừng năm mới. Năm mới thì chị mong muốn điều gì cho bản thân mình ạ? Em mong muốn lúc nào cũng có sức khỏe, trong cuộc sống nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn với gia đình. Mong được ba mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Sống thôi. Mọi người ai cũng được ấm no hạnh phúc. Sau một năm mới thì gia đình em, vợ chồng em luôn gặp nhiều may mắn, ba mẹ thì khỏe mạnh. Dạ học giỏi và thi được điểm 10. Cầu mong cho mọi người để có một cái xuân trọn niềm vui và mọi người sang năm mới là sẽ ngày càng phát triển và làm ăn tốt hơn nữa. Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Vâng, và hòa chung không khí chào đón năm mới với người dân ở tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì đông đảo người dân trên khắp các tỉnh thành của mọi miền Tổ quốc cũng đã đổ ra đường trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và chào đón năm mới Canh Tí 2020. Tại Phú Thọ có 8 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân đất tổ đón giao thừa. Riêng tại thành phố Việt Trì, mọi người còn được chiêm ngưỡng những công trình nghệ thuật bằng ánh sáng từ hệ thống 27 khung vòm bằng đèn LED lắp đặt trên các tuyến đường chính. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức bắn pháo hoa tại quảng trường Ngọ Môn và khu vực cầu ngói Thanh Toàn phục vụ người dân đón năm mới. Nhiều hoạt động cũng được tổ chức như chương trình nghệ thuật tại sân khấu bia Quốc Học hay các hoạt động tại các tuyến phố đi bộ, cầu đi bộ trên sông Hương. Còn tại Đà Nẵng, nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng và bắn pháo hoa phục vụ người dân chào đón thời khắc đón năm mới Canh Tí 2020. Trong thời khắc chuyển giao của đất trời, chào năm cũ, đón năm mới tới, ai cũng rạo rực những niềm vui, mong muốn những điều tốt đẹp. Còn tại Cần Thơ, người dân cũng nô nức ra đường chào đón năm mới. Năm nay Cần Thơ có 7 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa. Đường hoa nghệ thuật với 80.000 giỏ hoa tươi cũng là điểm đến lý tưởng. Khoảnh khắc giao thừa được mọi người lưu lại bằng những bức ảnh đẹp cùng linh vật của năm. Tại Gia Lai, đông đảo người dân phố núi Pleiku đã tập trung về quảng trường Đại Đoàn Kết để tham gia lễ hội giao thừa mừng xuân Canh Tí. Những tiết mục âm nhạc sôi động được dàn dựng công phu, mang âm hưởng của núi rừng Tây Nguyên, kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng, tạo nên một bầu không khí trẻ trung, vui tươi, đón chào xuân mới. Vâng, đó là không khí chào đón năm mới ở trong nước. Còn thưa quý vị, với gần 5 triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài thì tuy không có một kỳ nghỉ dài với đầy đủ các tập tục như là ở quê hương, thế nhưng thì Tết vẫn luôn là một dịp vô cùng đặc biệt với mọi người Việt dù ở bất cứ nơi nào. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một nhà hàng Việt Nam nổi tiếng nằm giữa trung tâm thủ đô London của Vương quốc Anh để chúng ta cùng cảm nhận một không khí Tết theo cách rất khác. Hàng năm, không khí Tết âm lịch có thể cảm nhận được ở London từ khoảng một tháng trước đó. Đặc biệt là với các nhà hàng Việt,
nằm ở khu trung tâm thành phố đông đúc du khách. Như bước vào nhà hàng này, với cành đào và đồ trang trí sớm, không khí ấm áp quen thuộc của những ngày Tết như ở rất gần. Ít năm gần đây cứ đến Tết, nhà hàng còn chuẩn bị thêm một thực đơn bổ sung chỉ riêng có trong những ngày này. Bánh chưng, thịt đông, canh măng và cả dưa hành, đầy đủ hương vị Tết cho những ai nhớ quê nhưng lại không có nhiều thời gian nấu nướng. Với những người Việt Nam xa quê, sinh sống và làm việc ở khắp nơi trên thế giới, nhiều khi chỉ một nhánh hoa đào hay một vài món ăn truyền thống cũng đã có thể gợi cảm giác đủ đầy và ấm cúng hương vị những ngày Tết trên quê hương. Tuy nhiên là không khí ở đây thì không bằng ở Việt Nam, nhưng mà mình vẫn tự tạo ra không khí được, tại vì khá là mình tự tạo thôi, mình từ cái khung cảnh mình bài trí rồi đồ ăn, đặc biệt những cái món đấy thì là lúc mà ăn vào người ta biết là món Tết rồi. Bán cho người nước ngoài thì rất là khó, người ta không có hiểu cái đấy, nhưng mà là người Việt ta rất là thích. Thì và nếu mà đấy là nó phải có cái đấy thì mới ra Tết. Thế năm nào anh cũng, ví dụ như ngày hôm nay, năm nào thì là mặc dù rất là bận cái tầm này nhưng mà vẫn phải cố gắng là gói bánh chưng hoặc là cái này cái kia, mặc dù những cái món đấy làm rất bất công và thật sự là không có lãi gì là kiểu bán ra đâu. Nhưng mà tại vì đấy là mình đây phục vụ cộng đồng người Việt, với lại có cái đấy thì nó cũng ấm cúng hơn. Quả đúng là Tết có những hương vị rất riêng. Chỉ cần bày một mâm cỗ với một vài món đặc trưng thì dù đang ở nhà hay ăn ở ngoài hàng cũng đủ sức nhắc nhớ những người xa quê về những ngày Tết sum vầy ấm áp và cả kết nối không khí gia đình ấm cúng. Đây là những món ăn truyền thống, thực ra trong năm ở bên này cũng ít gặp. Nó hoàn toàn khác với những thứ bên này mọi người ăn hàng ngày. Rất thú vị, tôi từng ăn Tết ở Việt Nam nhưng cũng lâu rồi và khi đó còn rất nhỏ. Nhìn những món ăn này lại muốn có dịp trở lại và tìm hiểu nhiều hơn về phong tục Tết truyền thống. Ngày Tết bây giờ có thể đơn giản hơn xưa. Tết của những người Việt ở nước ngoài lại càng nhỏ gọn, thích nghi theo điều kiện của cuộc sống. Nhưng Tết thì vẫn luôn là một dịp đặc biệt. Và người Việt Nam dù ở đâu, bằng cách này hay cách khác, vẫn đang luôn tìm cách gìn giữ, cũng giống như một sợi dây kết nối cuộc sống hiện tại với gốc rễ và truyền thống của quê nhà. Vâng, nếu với người Việt ở Anh thì Tết là những món ăn truyền thống mang đậm phong vị của quê hương, thì thưa quý vị, ở Cộng hòa Dagestan, Tết của cộng đồng người Việt nơi đây trên hết đó là sự bao bọc, sẻ chia, thấm tình đồng hương nơi đất khách quê người. Thưa quý vị, Cộng hòa Dagestan thì nằm ở phía bắc của Kavkaz thuộc Liên bang Nga. 10 năm trước thì nơi đây từng bị xem là nơi nguy hiểm nhất ở châu Âu do có các nhóm cực đoan hoành hành. Và một ngày giáp Tết Nguyên đán này thì nhóm phóng viên thường trú của Đài truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga đã có dịp đến và tìm gặp những người Việt đang sinh sống ở đây để cùng họ chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Những câu chuyện truyền nhau từ cánh lái xe về vùng đất giữ, những chốt kiểm tra xe và người vào ra nghiêm ngặt, qua Ingushetia, qua Chechnya, đủ khiến nhiều người lo lắng. Những gì người ta vẫn nói về khu vực này trước đó thì đều liên quan đến xung đột, đến khủng bố hay các phần tử cực đoan. Ngày xưa xuống đây không phải đơn giản nhé, xuống đây không đơn giản, cái thời mà thằng Ba Saeb nó khủng bố ấy, là không đơn giản. Ra ngoài đường là phiến quân nhiều lắm. Bây giờ thì yên bình đấy. Ngoài người ta cái đạo hồi nó như thế, người ta giúp đỡ nhau, giúp đỡ mình. Ở Dagestan, những người Việt buôn bán ở chợ như ông Phương còn lại không nhiều, chủ yếu vẫn là thợ xây. Ngay ở thủ đô Makhachkala có gần 200 công nhân xây dựng Việt Nam làm việc, rải rác ở các công trình. Họ được biết đến bởi sự cần cù, chịu thương, chịu khó. Cất bước đi sang bên này, anh chị em mình ở nhà đều là những người nghèo cả, cũng mong ước để đi để thay đổi, cải thiện cái điều kiện kinh tế cuộc sống của mình ở quê nhà, người ta mới sang. Anh em tôi rất là bao bọc nhau. Như bọn em là cứ khoảng 2 năm hoặc 3 năm là bọn em về thăm nhà một lần. Khi nào ở nhà mình có công có việc gì đó thì mình mới về thôi, còn mình ở đây mình làm thì mình tiết kiệm được cái tiền đi lại. Thì ai xa quê thì cũng vậy thôi, thì tâm trạng mình nó rất là buồn, rất nhớ nhà và mình thiếu thốn những cái tình thương của gia đình. Thì ở Dagestan không có hội người Việt hay hội đồng hương, nhưng có đại gia đình của những người công nhân xây dựng. Họ tìm về với nhau trong những ngày lễ Tết, nghe chuyện quê nhà. Hương vị Tết còn theo những người thợ Việt ra đến công trình xây dựng. Có chứ, gói bằng gạo lếp,
bằng đậu xanh, bằng thịt lợn. Nhưng mà ở đây thì bây giờ chưa có lá dong. Thế là chị mới gói bên ngoài đây là nó làm cái giấy bạc. Bên trong của nó là cái lá chít mà nó mọc tự nhiên ở bên đây. 11 năm ở Dagestan thì có đến 10 cái Tết xa nhà. Là chừng ấy năm, chị Tuyết làm những chiếc bánh chưng tày của người Dao theo cách đặc biệt như vậy. Miếng bánh thơm ngon lạ lùng, giữa ngổn ngang vôi gạch nơi đây. Hơn 9% những người lao động Việt Nam tại Cộng hòa Dagestan là công nhân xây dựng. Họ làm việc tại những công trình như thế này. 7 năm, 10 năm, thậm chí là lâu hơn thế, họ đã quen với những vất vả, quen với những cái Tết xa nhà. Tự bảo ban nhau vun đắp một cuộc sống bình yên trên mảnh đất vốn đã từng không yên bình của nước Nga. Nhật Linh, phóng viên Đài truyền Việt Nam từ Cộng hòa Dagestan, Liên bang Nga. Trong phần tiếp theo của chương trình, Việt Nam xếp đầu bảng về chỉ số đổi mới sáng tạo trong nhóm các nước có mức thu nhập trung bình thấp. Đây là kết quả tốt nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Phong vị Tết Việt đậm đà giữa lòng New York, xua đi cái lạnh giá của vùng Đông Bắc Mỹ và vơi bớt nỗi nhớ nhà cho những người con xa quê. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam xếp đầu bảng về chỉ số đổi mới sáng tạo xét trong nhóm các nước có mức thu nhập trung bình thấp. Đây là theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu vừa được công bố. Còn xét trên yếu tố toàn cầu thì Việt Nam đứng thứ 42 trong tổng số 129 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp hạng cao như vậy trong bảng xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo. Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019 được thực hiện bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO và Đại học Cornell của Mỹ cùng trường kinh doanh ISEAD. Mục tiêu là đánh giá một cách đa chiều những tiến bộ trong đổi mới sáng tạo của các quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt xếp thứ 3 và thứ 7 trong bảng xếp hạng 10 thành phố năng động nhất thế giới. Tập đoàn đa quốc gia Jones Lang LaSalle vừa đưa ra công bố như vậy. Kết quả này thì dựa trên những chỉ số tăng trưởng quan trọng như là năng lực thu hút nhân tài, các trung tâm sáng tạo và phương án quy hoạch đô thị mà các thành phố này sử dụng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu không ngừng biến động. Lọt vào top 10, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Cũng theo Jones Lang LaSalle, Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng và sẽ hướng mạnh đến nền kinh tế xuất khẩu trong năm 2020. Năm 2020 này thì là một năm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với sự phát triển của Việt Nam. Đây là năm cuối của nhiệm kỳ, tức là sẽ có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, cũng như các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Do vậy mà nhiệm vụ đặt ra cho năm nay không chỉ là hoàn thành các mục tiêu chiến lược mà còn quan trọng hơn đó là làm sao để có thể tạo lập được một nền tảng vững bền hơn cho sự phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. GDP tăng 7,02%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ đô la Mỹ, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục trên 138.000 doanh nghiệp, trên 38 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư FDI vào Việt Nam, lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Khép lại năm 2019, kinh tế đạt được rất nhiều thành quả ấn tượng, tạo khởi đầu thuận lợi cho năm 2020. Các doanh nghiệp FDI họ đóng góp 20% cái tăng trưởng GDP hàng năm và họ đóng góp 1/4 cái thu thuế của Việt Nam và hàng triệu lao động. Việt Nam vẫn còn là cái điểm dẫn hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Dù chiến tranh thương mại Mỹ với Trung Quốc hay thậm chí giữa Mỹ với Nga v.v. thì Việt Nam vẫn là điểm nhấn và đấy sẽ là cái điểm sáng và cái đóng góp vào cái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong nhiều năm tới đây. Có nhiều động lực tăng trưởng quan trọng nhưng thách thức cũng không phải nhỏ với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020, nhất là khi chính trị và thương mại thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Người ta có thể lợi dụng Việt Nam để trở thành một cái, một là công xưởng, hai là có thể là thay đổi những cái xuất xứ của các cái hàng hóa sản xuất hoặc kinh doanh thương mại thông qua Việt Nam để từ đó người ta có thể tránh được những cái ảnh hưởng từ cái cuộc chiến thương mại. Chính phủ đã rất bình tĩnh và có thể nói là đã có một cái sự đón trước và có những cái chỉ đạo có thể nói là rất là sát và có thể là bám sát với thực tiễn và đồng thời cũng có một cái tầm nhìn và có một cái dự báo để từ đó chúng ta trong cái bối cảnh chung mà khi xung đột thương mại đang lan rộng thì chúng ta vẫn duy trì được một cái môi trường có thể nói là rất là ổn định và rất là hợp tác và chúng ta có thể nói khẳng định là đây là chính là một cái lợi thế của chúng ta. Kinh tế Việt Nam tăng trên 7%,
trong năm 2019, vượt xa dự báo của các tổ chức quốc tế như là ADB tính toán là 6,9%, World Bank 6,8%. Đây là thành quả thể hiện sự nỗ lực rất lớn của chính phủ trước mục tiêu của Quốc hội đề ra. Và trong năm nay, các chuyên gia kinh tế nhận định rằng mặc dù sẽ phải đối mặt với những khó khăn thách thức tiềm ẩn từ biến động địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, tuy nhiên, nền kinh tế sẽ vẫn tiếp tục sáng hơn và tăng trưởng khá trong năm 2020. Cơ hội và thách thức đan xen, năm 2020, chính phủ không chỉ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng theo nghị quyết của Quốc hội là 6,8% mà phấn đấu đạt ngưỡng 7%. Đây là mục tiêu chiến lược và là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế thời gian tới, đảm bảo các yếu tố chất lượng, tính bền vững, tính tự chủ và sức cạnh tranh cao. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ lại tiếp tục hành trình trải nghiệm Tết Việt ở nhiều nơi trên thế giới. Và điểm dừng chân tiếp theo sẽ là một vùng đất bên kia bán cầu, nơi mà mọi người thì thường đón năm mới theo dương lịch. Thế nhưng những năm gần đây, hoạt động mừng năm mới theo lịch âm ngày xuất hiện càng nhiều tại New York, Mỹ. Không khí Tết Nguyên đán có thể thấy được ở rất nhiều góc phố tại đây. Có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của hoa mai, của hoa đào hay là những phong bao lì xì. Ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ New York, Mỹ. Trung tâm thương mại thế giới New York mấy hôm nay có thêm một góc dành cho những người quan tâm tới năm mới theo lịch âm hay là Tết. Ngoài các buổi nghe nhạc, dạy làm đèn, cắm hoa, khách còn được dạy làm bao lì xì, một khái niệm mới với nhiều người. I think it's a very nice event. Actually, tôi nghĩ đây là một hoạt động rất hay. Nó làm chúng tôi tò mò xem là người châu Á đón năm mới như thế nào, được ngồi tự tay vẽ hình lên từng bao lì xì để tặng người thân, thật là tuyệt vời. Biết được ý nghĩa của bao lì xì, nên ai cũng cố gắng vẽ đẹp nhất để gửi tặng người thân. Nếu không quen với hình vẽ của những chú chuột, thì có thể dùng tới điện thoại. Và nếu không quen cho vào bao lì xì tiền mừng tuổi, thì sô-cô-la được khuyến khích thay thế. Rất là vui. Cháu thích vẽ nên đây là cách cháu thể hiện được sở thích của mình. Cháu sẽ đắp vài viên sô-cô-la vào để tặng người thân và các bạn. Tết sẽ không đủ nếu như thiếu hoa, đặc biệt là hoa đào, hoa mai. Những ông chủ hàng hoa của New York biết rất rõ điều đó. 5 giờ sáng những ngày giáp Tết, những chuyến xe chở hoa đào từ các bang lân cận đổ về cửa hàng nhà ông Eddie. Đây được coi là chợ đầu mối bán buôn hoa Tết duy nhất ở New York. Chúng tôi phải mang về từ những cánh rừng ở phía nam New Jersey, rồi cả Pennsylvania, phải cắt cành, đưa vào nhà kính trước khi trời quá lạnh, phải mất cả một tháng dưỡng dưới ánh đèn như thế. Anh biết đấy, nếu đèn không đủ ấm, cánh hoa không thắm và nở không đúng dịp. Suốt 40 năm qua, cứ đến gần Tết, cửa hàng thường ngày nhà ông Eddie chuyển sang chỉ bán hoa Tết. Dù không hẳn là đào, là mai, là mận hay là nụ tầm xuân, nhưng những bông hoa có hình dáng và sắc màu tương tự này cũng phần nào xua đi cái giá lạnh của vùng Đông Bắc nước Mỹ và giảm bớt nỗi nhớ nhà cho những người xa quê. Thì đúng là như quý vị quan sát thì cái đào ở đây từ sắc hoa đến lá đến nụ thì cũng không hoàn toàn giống như đào ở Việt Nam. Nhưng với chúng tôi thì những người Việt Nam ở xa tổ quốc thì nhìn như thế này đã coi như nhìn thấy cành đào Việt Nam rồi và nhìn thấy Tết rồi. Những cành đào Mỹ từ đây sẽ được chuyển tới các cửa hàng cũng như là các khu chợ của người dân châu Á ở khắp nơi trên thành phố. Và cũng từ đây thì không khí của năm mới theo lịch âm hay là Tết theo cách gọi của người dân Việt Nam mới chính thức bắt đầu tại thành phố New York. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ thành phố New York, Mỹ. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Vâng, thưa quý vị, trên tay tôi đang là hai câu đối
mà chúng tôi đã có trong dịp Tết này, đó là phúc lộc mãn đường và lộc tài tăng tiến. Và đó cũng là thay cho những lời chúc một lần nữa chúng tôi xin được gửi tới quý vị khán giả của VTV4 ở cả trong và ngoài nước. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt 30 phút của chương trình vừa qua. Và cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong nhiều chương trình nữa. Và ngay trong những dịp Tết này thì chúng tôi cũng muốn đồng hành cùng với quý vị để chúng ta có thể xem không khí đón Tết của người Việt ở cả trong và ngoài nước. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của VTV4.